Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 24, từ câu 42 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng như vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên Con Sóc Gia Nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên Con Sóc tất cả tài sản của mình. Sẵn sàng và tỉnh thức. Con người ngày nay thường mang trong mình sự lo âu, sợ hãi và hay tự nhủ rằng cuộc đời của mình rồi sẽ đi về đâu. Tâm trạng lo lắng đó làm người ta mệt mỏi và tâm hồn mất đi sự bình an. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta rằng nếu chúng ta muốn được bình an, không sợ hãi trước những sóng gió của cuộc đời, thì từng giây từng phút chúng ta phải không ngừng sống trong tư thế sẵn sàng và tỉnh thức. Sẵn sàng là chúng ta luôn chuẩn bị mọi sự đâu vào đó và hướng đến những điều tích cực tốt đẹp. Tỉnh thức không có nghĩa là không ngủ, mà là ngủ trong sự tỉnh táo. Hơn nữa, chúng ta sống trong tinh thần sẵn sàng và tỉnh thức bằng cách luôn biết chu toàn phận sự được trao phó và sống theo lề luật của Chúa. Sẵn sàng và tỉnh thức là thái độ của người môn đệ của Chúa. Khi chúng ta ý thức để sống trong tư thế sẵn sàng và tỉnh thức, chúng ta sẽ hướng đến việc dấn thân trọn vẹn hơn và luôn biết thổi hồn vào trong mỗi công việc mình làm. Nó làm cho mình ý thức hơn về mọi suy nghĩ, lời nói cũng như những hành động của mình, thấy được con người thật của mình, và rồi bản thân mình sẽ không còn làm những chuyện trái ý, không đi ngược lại với bản chất thật của mình là con cái của Thiên Chúa. Từ cảm thức đó, chúng ta sẽ nhận thấy tâm hồn mình luôn được bình an trong Chúa và bình an trên con đường mà chúng ta đang tiến bước. Lạy Chúa, để sống trong tư thế sẵn sàng và tỉnh thức giữa những bộn bề và mọi lo toan trong cuộc sống của thời đại hiện nay, đối với chúng con quả là khó khăn. Xin Chúa trợ giúp và hướng dẫn chúng con, để nhờ đó mà chúng con biết canh tân mỗi ngày để luôn sống trong tư thế sẵn sàng và tỉnh thức.